biệt thự đơn lập nơi an cư lạc nghiệp. Biệt thự đơn lập, với sự tinh tế trong thiết kế và sự sang trọng trong từng chi tiết, là không gian lý tưởng cho cuộc sống gia đình. Việc chủ đầu tư bàn giao nhà bên ngoài hoàn thiện và bên trong thô, tạo ra cơ hội cho chủ nhân tự do sáng tạo và tùy chỉnh không gian sống theo ý muốn. Với kiến trúc ấn tượng, biệt thự được xây dựng một trệt hai lầu, mang lại không gian sống rộng rãi và thoải mái. Từ mỗi góc nhìn, cảm nhận được sự thoáng đãng và yên bình. Việc chừa mỗi bên nhà 2 mét không chỉ tạo ra không gian riêng tư và thoáng đãng cho cư dân, mà còn mang lại lợi ích về mặt phong thủy và an toàn. Sự thoáng đãng này không chỉ tạo cảm giác thoải mái, mà còn giúp cải thiện sự lưu thông không khí, đem lại môi trường sống khỏe mạnh cho gia đình. Ngoài ra, khoảng chừa này còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo dưỡng và sửa chữa công trình. Việc tiếp cận các phía của ngôi nhà dễ dàng hơn, giúp cho việc duy trì và bảo quản ngôi nhà trở nên dễ dàng hơn, từ đó kéo dài tuổi thọ và giữ gìn giá trị của tài sản. Tóm lại, việc chừa khoảng cách lớn giữa các bề mặt của ngôi nhà không chỉ là một yếu tố thiết yếu về mặt thiết kế, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi nằm ngay trước mặt, là một công viên nội khu xanh mát, tạo điểm nhấn và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Bên trong, không gian vẫn còn thô, còn tạo cơ hội cho chủ nhân tự do thiết kế và trang trí theo sở thích cá nhân. Điều này giúp tạo ra những không gian sống độc đáo, phản ánh cá nhân và phong cách riêng của gia đình. Tuy nhiên, việc nhà được bàn giao thô cũng đồng nghĩa với việc cần phải tốn thêm công sức và chi phí để hoàn thiện. Điều này có thể là một thách thức nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để chủ nhân tạo nên không gian sống độc đáo. Trên tầng 1 của biệt thự đơn lập, không gian tiếp tục được tối ưu hóa để phục vụ nhu cầu sống và làm việc của gia đình. Với diện tích rộng rãi và sự linh hoạt trong thiết kế, tầng này có thể được sử dụng để đáp ứng nhiều mục đích khác nhau. Một phòng khách lớn và thoải mái có thể trở thành trung tâm của các hoạt động gia đình và tiếp khách. Thiết kế thông thoáng và sử dụng ánh sáng tự nhiên sẽ tạo cảm giác mở rộng không gian và gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, không gian này cũng có thể được sử dụng để thiết lập một phòng làm việc riêng tư hoặc phòng giải trí gia đình. Trên tầng 2 của biệt thự đơn lập, không gian được tối ưu hóa để phục vụ nhu cầu riêng tư và nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình. Tầng này thường được thiết kế với các phòng ngủ chính và các tiện ích phụ trợ khác. Phòng ngủ chính thường được bố trí ở vị trí trung tâm và có diện tích rộng rãi, đảm bảo không gian thoải mái và thoáng đãng cho chủ nhân. Thiết kế thông thoáng và ánh sáng tự nhiên sẽ tạo cảm giác thư thái và dễ chịu, giúp tạo ra một môi trường lý tưởng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Bên cạnh phòng ngủ chính, tầng 2 còn có thể bao gồm các phòng ngủ phụ cho các thành viên khác trong gia đình hoặc phòng làm việc riêng tư. Điều này giúp tạo ra không gian cá nhân và riêng tư cho mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời tạo điều kiện cho công việc học tập và làm việc tại nhà. Ngoài ra, tầng 2 cũng có thể bao gồm các tiện ích phụ trợ như phòng tắm hoặc phòng giặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng ngày và nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Điều này giúp tách biệt công việc và giải trí, tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong gia đình có không gian riêng để thư giãn và phát triển bản thân. Dạo quanh công viên trước nhà là một trải nghiệm tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát ngay tại ngưỡng cửa. Công viên nội khu không chỉ là điểm nhấn của khu đô thị, mà còn là nơi giao lưu và kết nối giữa cư dân. Cảm giác thoải mái và bình yên được tạo ra từ việc đi bộ hoặc ngồi nghỉ trong công viên, ngắm nhìn cây cỏ và hoa lá xanh mướt. Đây cũng là cơ hội để cư dân gặp gỡ, trò chuyện và tạo ra mối quan hệ hàng xóm tốt đẹp. Ngoài ra, công viên cũng là không gian lý tưởng cho các hoạt động thể dục và vui chơi ngoài trời. Từ việc chạy bộ, đạp xe đến các trò chơi thể thao như cầu lông hay bóng đá, tất cả đều được thực hiện trong không gian tự nhiên và sạch sẽ.